Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 12 bị can về tội mua bán trái phép chất ma túy trong đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia từ Lào về Việt Nam. Trong các bị can có Nguyễn Văn Hưng, cựu cán bộ công an phường Đức Giang, quận Long Biên và Hà Minh Đức, cựu cán bộ đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, công an quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Theo cáo trạng, từ tháng 4 năm 2019 đến tháng 1 năm 2021, các bị can đã mua bán trái phép tổng cộng gần 137kg ma túy tại thành phố Hà Nội và tỉnh Bắc Ninh. Đối tượng cung cấp được xác định là Hạ Bá Vừ, người Lào. Trong vụ án này, Nguyễn Thế Thành, 32 tuổi ở Thừa Thiên Huế và Trương Tuấn Dũng, 48 tuổi ở Hà Nội bị cáo buộc là chủ mưu cầm đầu thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu lợi bất chính hơn 8 tỷ đồng. Ở thành phố Hà Nội, Nguyễn Thị Kim Hương, 39 tuổi ở quận Long Biên là đầu mối nhận tổ chức tiêu thụ trên địa bàn thành phố Hà Nội và tỉnh Bắc Ninh. Quá trình mua bán ma túy, Hương hưởng hơn 1 tỷ đồng. Đối với cựu cán bộ công an Nguyễn Văn Hưng, Viện Kiểm sát cáo buộc, bị can này đã giúp sức bao che cho Hương cùng đồng phạm thực hiện hành vi mua bán trái phép hơn 37kg ma túy. Còn Hà Minh Đức giúp sức bao che cho Hương và đồng bọn mua bán trái phép gần 135kg ma túy. Cáo trạng nêu rõ, trong thời gian dài, bị can Hưng và Đức đã nhiều lần nhận tiền từ Hương để không báo cáo cấp trên, không lập kế hoạch đấu tranh đối với tội phạm. Thậm chí Hưng trực tiếp sử dụng ô tô trật tự của công an phường Đức Giang để giúp Hương vận chuyển ma túy đi cất giấu nhằm qua mặt lực lượng chức năng. Hưng còn cho Hương để nhớ ma túy tại căn nhà phía sau nhà Hưng. Trong khi đó, lợi dụng vị trí công tác, Hà Minh Đức trực tiếp đứng ra nhận tiền với giá 20 triệu đồng mỗi kg để bảo kê ma túy của Thành đi ra Hà Nội. Cơ quan công tố đánh giá đây là vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng, hoạt động xuyên quốc gia, có mạng lưới phân phối tinh vi và có tổ chức cao, với các đường dây trải rộng khắp nhiều tỉnh thành. Các đối tượng đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để ngụy trang ma túy để đánh lừa cơ quan chức năng. Đặc biệt nghiêm trọng là sự giúp sức bao che của một số cán bộ công an, những người vốn có trách nhiệm bảo vệ pháp luật lại trở thành mắt xích quan trọng trong đường dây này, giúp các đối tượng thực hiện trót lọt hành vi phạm tội.